Tranh Đá Quý Tân Vũ Khánh xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Tranh Đá Quý Tân Vũ Khánh Channel. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, Tranh Đá Quý Tân Vũ Khánh xin gửi tới quý vị các bạn bài chia sẻ 5 câu nói kinh điển của Tư Mã Ý: nếu biết tận dụng sẽ có lợi cả đời. Quý vị các bạn hãy nhớ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, tử vi, nhân tướng học, trí tuệ của nhân và nghệ thuật sống từ Tranh Đá Quý Tân Vũ Khánh. Sau đây xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mình, Tư Mã Ý có hai đỗ tử lớn nhất là Dương Tu và Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Ngụy. Sau đây là 5 câu nói nổi tiếng của ông đủ để cho chúng ta sử dụng một đời. Thứ nhất là người không được hèn nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải biết kính sợ đối thủ của mình. Sau khi Tào Duệ chết, Tào Sảng ngày càng hoành hành, độc đoán chuyên quyền, một tay thao túng, thăng chức cho Tư Mã Ý làm thái phó, kỳ thực là muốn khống chế quyền lực của ông trong triều đình. Đối mặt với hàng loạt các sự việc ép bức người, học trò của Tư Mã Ý là Trọng Hội đã khuyên ông như sau: thưa thầy, thầy chịu ngồi cái vị thái phó mà bàn luận đạo lý hay sao? Lời khuyên của Trọng Hội phản ánh nội tâm vọng động của bản thân, muốn Tư Mã Ý làm điều gì đó để đối chọi với Tào Sảng, tranh giành lại địa vị trong triều đình. Nhưng Tư Mã Ý đã không làm gì cả. Ông đem sự việc của Dương Tu ra cảnh tỉnh Trọng Hội: con người ta không được hèn nhát, nhưng cũng không thể không biết kính sợ, phải biết kính sợ đối thủ của mình. Một câu nói đã thể hiện sự bản lĩnh của Tư Mã Ý. Chẳng phải ông hèn nhát mà ông đang kính sợ kẻ địch. Thứ hai là chớ có đem đá chọi đá, phải biết cách cúi đầu trước đứa ngu. Tào Sảng không thèm để ý tới Tư Mã Ý, ép Quách Thái Hậu rời cung, từ đó khống chế hoàng đế nhỏ tuổi. Tư Mã Triều nóng giận nói với cha rằng: Tào Sảng thật quá đáng, đây chính là sỉ nhục nhà Tư Mã chúng ta. Khi không thể nhẫn nhịn được nữa thì không nhẫn nữa. Tư Mã Ý nghe vậy bình tĩnh đáp: Tào Sảng đem so với Gia Cát Lượng thì thế nào? Tư Mã Triều đáp như con kiến. Tư Mã Ý bèn nói: đem đá chọi đá với đứa ngu thì đầu chỉ có chảy máu, chả phải quá ngu sao? Con người sống trên đời khó tránh được việc ngồi chung chiếu với kẻ ngu, mình phải học cách cúi đầu trước chúng. Câu nói thứ ba: tôi chỉ muốn chọn đời chọn kiếp, tai tôi nằm trong tay phu nhân. Trong phim có thể thấy Tư Mã Ý là người đàn ông sợ vợ nhất. Thậm chí ông còn phát huy tình cảm đó tới mức muốn suốt đời bị vợ véo tai. Mỗi lần véo tai đều khiến người ta hồi tưởng lại những thời khắc ân ái mặn nồng, khiến người ta phải cảm động. Khi Tư Mã Ý phỏ giúp Tào Phi, khi mọi người thiết yến trong phủ Tào Phi để uống rượu, vui thú, Tư Mã Ý lại xuống bếp nấu cơm với Trương Xuân Hoa. Khi thấy Trương Xuân Hoa làm nũng, ông an ủi nói rằng: tiệc bên ngoài có lớn đến mấy, suy cho cùng thì cơm ăn vẫn không ngon, chung quy cơm nhà vẫn là ngon nhất. Một lời cũng đủ khiến Trương Xuân Hoa cảm thấy ấm áp. Câu nói thứ tư: thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy. Trong cuộc đời của Tư Mã Ý có hai đối thủ lớn nhất. Khi còn phò giúp cho Tào Phi thì đối thủ lớn nhất là Dương Tu. Khi Dương Tu bị Tào Tháo xử tử, Tư Mã Ý chủ động xin Tào Tháo cho phép gặp Dương Tu. Tào Tháo hỏi nguyên nhân, Tư Mã Ý bèn nói rằng: thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy. Câu nói của ông đã làm động lòng Tào Tháo. Đây là quy tắc xử thế và làm việc của Tư Mã Ý. Ông luôn có lòng kính trọng những đối thủ của mình như Gia Cát Lượng, Dương Tu, thậm chí còn không để tâm đến những người đã từng hại mình. Cả một cuộc đời sống trong chữ hòa. Sau khi Gia Cát Lượng chết, Tư Mã Ý lấy nước thay rượu tế Khổng Minh, nước mắt tuôn trào. Nếu như không có con trai nhắc rằng quân nước Ngụy đang đứng phía sau thì ông sẽ quỳ xuống mà tế lạy. Ông tế Khổng Minh rằng: ông một đời thanh bạch giống như bát nước vậy, tuy tôi với ông là địch thù với nhau,
nhưng tôi luôn coi ông là tri ân. Khổng Minh, để tôi kính ông một lời, tiên sinh. Câu nói thứ năm: thua mà không đau, thua mà không nhục, cái cần học trước tiên là giỏi thua. Sau khi thất bại trước trận đánh với Khổng Minh, hai người con của Tư Mã Ý đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn báo thù rửa hận. Ông bèn nói rằng: các người đến là đánh trận hay đến là đọ khí thế với người? Những kẻ một lòng muốn thắng liệu có thắng cuối cùng hay không? Đánh trận, cái đầu tiên phải học là giỏi thua. Thua mà không nhục, thua mà không đau mới là kẻ cười sau cùng. Xin mời quý vị các bạn nghe bài 6 thuật xử thế của người xưa giúp bạn thêm trí tuệ. Thưa các bạn, những chủ đề bàn luận về thuật xử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ. Khi quan hệ giữa người và người càng mở rộng thì nghệ thuật xử thế càng cần kíp hơn bao giờ hết. Bạn có thể tham khảo một số ý kiến về xử thế của người xưa dưới đây. Thứ nhất, kiềm chế lòng tự ái cá nhân. Có câu nói, giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đạt được trí kẻ thất phu. Con người dù tầm thường đến đâu thì bao giờ cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, và xem nó rất quan trọng. Đó chính là cái tôi trong mỗi con người. Lòng tự ái là nguồn gốc cho rất nhiều chuyện đắng cay đáng tiếc trong các cái khổ. Cái khổ do lòng tự ái gây ra là khó chịu, uất ức hơn hết. Khuất Nguyên, người nước Sở, luôn nghĩ rằng đời độc cả, một mình ta trong, người say cả, một mình ta tỉnh, bởi vậy ta phải bị bỏ đi. Thế nên tôn trọng cái tôi của một người chính là bí quyết giúp bạn thu phục họ. Nếu là người quản lý, bạn sẽ có được nhân tài, không thì cũng có thêm một người bạn. Đừng công kích, đừng nói mỉa mai, đừng mạt sát ai, đừng chạm vào tự ái của người khác nếu bạn muốn họ nghe theo ý bạn. Hơn nữa, thiện cảm đầu tiên bạn tạo được với người khác cũng chính là chìa khóa thành công sau này. Đúng sai là một lẽ tương quan, họ nghĩ họ đúng, mình cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục cãi thì khó được ổn thỏa. Chi bằng ta im lặng và để hành động cùng thời gian chứng minh tất cả. Thứ hai là chữ lễ. Ẩn ác, dương thiện, cái gì không muốn làm cho mình thì đừng làm cho người khác. Tuy làm cho người ta đối lý ngậm miệng, đỏ mặt tía tai, mình hả dạ thật, nhưng đó là người nông nổi, khắt khe. Lễ là nhún nhường, đặt cái tôi của mình sau người khác. Như thế không phải là giả dối làm lợi cá nhân. Lễ là tránh đau khổ cho người khác bằng cách hy sinh mình, không chạm tự ái của ai, che đi cái xấu, cái dở và tuyên dương cái hay, cái đẹp của người khác. Một người rộng lượng không ích kỷ sẽ làm được như thế một cách vô tư. Đối với người thấp kém hơn mình, người khác dễ sinh lòng tự phụ, kiêu căng, nhưng họ không ngờ chính sự kiêu căng tự phụ ấy đã làm hại tới chính mình, gieo rắc vào lòng người sự căm ghét và thù hận. Một số người còn lãnh nhận hậu quả tàn khốc bởi bị trả thù. Vậy mới biết, mình đừng bao giờ để ngạo khí chấn áp. Những thói kiêu căng, bướm lẽ chỉ thường xuất hiện ở loại người không đạt chí. Người ta càng thấp kém, càng có tâm cảm tự ti. Đó là nguồn gốc sinh ra thù hận với người hơn mình. Đừng để điều đó hủy hoại bạn. Đối với người trên mình phải kính trọng, đối với người dưới càng phải khiêm nhường là như vậy. Thứ ba, đừng cậy tài. Khôn mà làm như ngu ngốc, đó mới thật là khôn. Dương Tu bị Tào Tháo giết bỏ cũng chính vì thói làm khôn, tỏ ra của mình. Dương Tu là người thông minh tài trí, luôn đoán biết được ý định của Tào Tháo. Lần nào Tào Tháo ra ẩn ý, ông cũng đều giải quyết được. Điều này làm Tào Tháo vô cùng căm ghét, cho là thói ngạo mạn làm khôn, cuối cùng không kìm được mà xử tử. Người thông minh tỏ ra thông minh đó là thường. Người thông minh có tài mà luôn tỏ ra bình thường, ẩn lặng là một người vô cùng khôn khéo.
Đó chính là bí quyết tránh cho mình khỏi tai vạ. Họ không bao giờ làm cao, nhưng luôn nhún nhường, âm thầm đem tài năng ra cống hiến, âm thầm sống không màn uy danh. Đó là cốt cách của kẻ hơn người. Thứ tư là chuyện ơn nghĩa. Ân càng thâm, oán càng sâu. Hàn Tín khi xưa bị Hán Vương bêu đầu cũng vì thói vòi vĩnh, nhắc ơn. Hàn Tín là một tướng giỏi, lập được nhiều công trạng cho triều Hán. Tuy nhiên, thói xử thế của ông rất ngây thơ, nghĩ rằng mình lập được nhiều chiến tích nên hết lần này đến lần khác đòi hỏi phong vương bổng lộc, làm cao chạm tới tự ái đế vương của vua Hán. Hán Vương nhiều lần nhịn nhục, Hàn Tín không hay vẫn làm cao, nghĩ rằng Hán không phụ mình vì mình tài giỏi, lập nhiều chiến công. Chính sự ngây thơ đó đã đoạt mạng Hàn Tín. Trong giao thiệp, người ta quý trọng nhất bao giờ cũng là người thật thà, dễ thương. Gần họ bạn thấy mình cao trọng hơn hẳn. Người ta lấy oán báo ân chính là muốn rũ bỏ cái ơn sâu của người làm ơn. Không muốn mắc nợ nên cuối cùng bội phản. Nghịch lý nhưng đúng như vậy. Nếu được hãy làm ơn rồi quên hẳn nó đi, đừng nhắc lại. Thứ năm, đạo cương nhu. Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Tô Đông Pha có câu: những bậc đại dũng trong trời đất thình lình gặp những việc phi thường không kính, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão họ rất lớn và chỗ lập chí họ rất xa. Nhịn được điều người khác không thể nhịn, tha thứ được điều người khác không thể tha thứ. Phải là một người bao dung hơn người, hiểu biết hơn người, điềm tĩnh hơn người mới làm được. Người ở trong thế yếu đuối, ý chí lật ngược thế cờ mà không đủ dũng lực chịu những điều mạt sát, khinh thị thì không thể làm nên chuyện lớn. Điềm tĩnh, nhịn nhục không phải là nhu nhược, mà thực sự đó chính là sự oai dũng đệ nhất. Dùng nhu thắng cương, chỉ có người điềm tĩnh lắm mới làm được, và thành quả mà nó mang lại cũng ngoài sức tưởng tượng như thế. Trong thuật xử thế, cái hàng đầu phải là biết mình. Thứ sáu, biết là sống. Khôn chết, dại chết, biết thì sống. Người thông minh, hiểu biết sâu sắc nhất luôn biết tỏ ra giản dị, thường thường. Không phải nói rằng mình trở thành người ngu ngốc, thờ ơ thế sự, mà nói rằng mình biết tiết chế điều hiểu biết của mình. Vì chỉ có người thông minh mới biết lúc nào nên làm như người ngây thơ mà thôi. Biết lúc khôn, biết lúc dại, biết thời biết thế, nói chung là biết rõ thời. Biết ở đây là biết tùy lúc mà ứng biến cho hợp tình huống. Nếu chỉ khư khư một mực thì rất dễ hỏng việc. Con cọp muốn làm khác loài, bỏ rừng ra đồng bằng thì chết. Người ta đều khờ dại mà mình muốn tỏ ra khôn lanh để khác biệt thì biết đâu lại mang họa cho mình. Einstein từng nói, dấu hiệu nhận biết thiên tài là tất cả những kẻ ngu ngốc đều đứng lên chống đối. Câu nói hài hước nhưng đúng. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn bình an và hạnh phúc. Hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.